Đây, công thức cho 1.000 gram bánh mì. Đây là 180ml sữa. Đây là bột mì, đường. Đây là men, đây là bơ. Và hai quả trứng gà. Bây giờ chúng ta sẽ cho 180ml sữa vào trong khuôn. Nguyên tắc của máy là phải cho chất lỏng vào trước. Đây, đây này là nó cứ đo sẵn cho mình nè, 180ml sữa. Rồi tiếp đến là bột mì với đường, cho vào. Bột mì. Rồi tiếp đến là ta cho bơ. Men thì chúng ta nên cho sau cùng. Men rồi chúng ta đẩy máy lại, bắt đầu. Đây là công tắc này. Chương trình 2. Số 2 nha. 2. Thành phẩm là bánh, màu bánh này. Và thành phẩm là 1.000. Thời gian ủ là 4 giờ. 4 giờ là thời gian ủ tốt nhất. Và bước cuối cùng là chúng ta bật công tắc nguồn. Rồi, đi ngủ, sáng có bánh ăn. Đây, máy đây. Đây, chương trình 62. Ủ 4 giờ 5 phút. Màu bánh là vừa.